Trời đất ơi, thời này mà ai đi vệ sinh mang theo cái điện thoại theo nữa. Trời đất ơi, quê mùa, quê mùa à. Hãy làm gì đó cho việc giải quyết nhu cầu của bạn trở nên thú vị hơn đi. Giấy vệ sinh số Sudoku. Chất liệu thì đương nhiên là bằng giấy. Và mỗi ô như thế này thì không hề bị trùng lặp mà được in mỗi ô khác nhau. Đó, vậy thấy thú vị hơn chưa? Mà nếu chưa thú vị hả? Có cái này, chấn động hơn nè. Cũng giấy vệ sinh in hình tiền. Oh my god, oh là trời ơi, pháp sư Trung Hoa có thể nghĩ ra mấy cái này. Xịn thiệt. Nhưng mà cũng hơi nguy hiểm nha. Bị giá cho một cuộn giấy như thế này thì bao nhiêu tiền? Cái nào cũng có cái giá của nó hết. Cuộn giấy bình thường chỉ có 5.000 nhưng cuộn này tới 30.000. Nhưng mà nó cũng lạ chứ bộ. Xài tiết kiệm thôi nha. Anh Chí ơi, lên chơi. Ghê. What the hell. Chúc mừng anh đã chiến thắng một giải Sudoku mở rộng được cái tiết tại nhà vệ sinh. Thanh xuân với chào, đồ nào tà lao thì múc, nhưng mà ai thích Sudoku và tiền thì thử hai cuộn này liền nha.